Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 27 tháng 6 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, từ chiều tối và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có sự thay đổi, mà nguyên nhân là do dải mưa rông từ phía Bắc dịch chuyển xuống và gây mưa cho khu vực vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động từ 25 cho đến 27 độ. Sang ngày mai, nền nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ sẽ giảm nhanh. Nắng nóng dường như tạm thời gián đoạn ở các tỉnh vùng núi. Còn với khu vực đồng bằng thì nắng nóng vẫn xảy ra nhưng cường độ sẽ không còn gay gắt như hôm nay. Nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng từ 34 cho đến 36 độ. Đến chiều tối và đêm mai, mưa rông lại lặp lại và bao phủ toàn khu vực khiến cho thời tiết sẽ chuyển sang dịu mát hơn. Tại khu vực Trung Bộ ngày mai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây cộng với hiệu ứng phơn cho nên nắng nóng vẫn còn duy trì ở đây và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, từ khoảng chiều tối mai trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, mưa rông xuất hiện khiến cho nền nhiệt độ khu vực giảm dần, thấp nhất đêm mai là từ 24 cho đến 26 độ. Bà con nên tranh thủ cơn mưa này để dẫn nước vào đồng ruộng, cũng như là cần nạo vét tu sửa kênh mương để tích trữ nước tưới cho thời gian tới. Trở xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai tại đây sẽ là một ngày nắng nhiều, với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên từ 29 cho đến 31 độ, còn Nam Bộ mức nhiệt phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, từ khoảng 14 giờ trở đi, những đám mây dông bắt đầu hình thành nhiều hơn trên khu vực và đến khoảng chiều tối thì mưa sẽ xuất hiện với lượng mưa tập trung nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên và khu vực miền Đông Nam Bộ. Vì vậy, bà con cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc, mưa lớn và gió giật mạnh. Thưa bà con, do môi trường và thời tiết thay đổi, buổi sáng trời nắng nóng, buổi chiều mưa rải rác nên tính đến thời điểm này, tỷ lệ tôm nuôi nước lợ tại tỉnh Sóc Trăng bị thiệt hại gần 13.000 ha do bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy. Trước tình hình trên, tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định công bố dịch bệnh đốm trắng trên tôm nuôi ở một số địa bàn bị thiệt hại nặng, đồng thời thông báo người dân nuôi tôm ngừng thả giống trong thời gian công bố dịch, khuyến cáo người dân cải tạo ao kỹ, chọn giống tốt và chăm sóc tôm theo đúng quy trình kỹ thuật khi thả nuôi. Với những ao nuôi có tôm chết thì cần phải thu nhặt và chôn ở vị trí xa khu vực nuôi. Nếu tôm đạt kích cỡ thương phẩm thì cần thu hoạch ngay để tránh thiệt hại. Trong trường hợp tôm còn quá nhỏ, khi phát hiện ra bệnh nhiễm nặng thì nên dùng hóa chất diệt khuẩn liều cao để tiêu diệt virus có trong ao và trên cơ thể tôm trước khi xả bỏ. Tiếp theo thì xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông, tập trung nhiều ở các tỉnh mỏm phía Tây Bắc. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ và độ ẩm trung bình 78 đến 82%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 37 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận thì có mưa rào và dông rải rác, gió nam đến tây nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 37 độ, độ ẩm trung bình là từ 78 cho đến 83%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh trong cơn dông, gió tây nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Còn các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, gió tây nam mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.